Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nhiều hecta hành tím ở đảo Lý Sơn sắp cho thu hoạch ngập trong nước và đứng trước nguy cơ giảm năng suất. Vụ hành thu đông năm nay, Nông dân đảo Lý Sơn xuống dấu gieo trồng 200 ha, chi phí đầu tư mỗi xào hành từ 15 đến 20 triệu đồng. đã có gần 50 ha hành trồng sớm được bà con thu hoạch chạy uống từ vài ngày trước. Hơn 150 ha hành trong giai đoạn phát triển củ đang chịu ảnh hưởng mưa lớn. Theo nông dân Lý Sơn, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới thì toàn bộ diện tích hành chưa thu hoạch sẽ thối nhũn, giảm năng suất và mất mùa. kế cận là vụ tỏi đông xuân, mất mùa hành thu đông đồng nghĩa nông dân đất đảo sẽ trồng chất khó khăn.